Và thử thách tiếp theo được mang tên là ngôi sao may mắn. Có nghĩa là một trong ba bạn này đang giữ một ngôi sao may mắn. Nếu như ai chọn được cái bạn đó thì sẽ được một phần quà khá là thú vị của chương trình. Xin mời hai khách mời hãy đến bên cạnh chàng trai mà mình lựa chọn. Nãy giờ ghim ai thì mình đến người đó. Đi lượn vòng, cái này là trong thể thao gọi là môn đi lượn vòng. Vẫn chưa chọn xong luôn á. Chị chọn xong rồi đó em. Xin được chúc mừng hai chàng trai, đó là Hoàng Trung và Huy Bin. Ấy ơi, ấy về với tôi nha. Không ai chọn ấy rồi, về đi tôi nuôi cho. Cảm ơn Vinh Tú đã đến với chương trình rất nhiều nha em. Chúc em là thật nhiều thành công trong năm 2019. Cảm ơn anh. Và trước khi đến với vòng 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Vâng, và vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn này. Chúng tôi sẽ đưa ra một thử thách, cũng có một cái tên riêng của nó, đó là đoán nghề nghiệp. Mỗi đội sẽ được chia một sắp tên nghề nghiệp như thế này. Một trong hai người sẽ phải diễn tả với cái chú chuột Mickey làm sao cho người kia đoán được. Chúng ta sẽ cùng có 3 phút để hoàn thành nhiều nhất. Đội nào nhiều hơn thì giành được 10 điểm. Rất đơn giản. Trong thời gian chơi, nếu như chúng ta nghe được tiếng chuông thì sẽ đổi vị trí lại cho nhau. 1, 2, 3. Rồi, thắng chơi trước. Thắng mình về dẫn điểm trước, mình chơi trước. 3 phút dành cho đội Trương Quỳnh Anh, bắt đầu. Ca sĩ. Chính xác. Đáp anh. Nghề nghiệp. Cầu thủ. Chính xác. Chuyên viên trang điểm. Chính xác. Lính cứu hỏa. Chính xác. Bác sĩ. Chính xác. Để chỗ chết quá à. Đổi vị trí. Múa. Vũ công. Chính xác. Làm móng tay. Nấu ăn. Đầu bếp. Chính xác. Trời đất ơi. Phục vụ nhà hàng, phục vụ tiệc cưới. Hết giờ. Phục vụ trà sữa. Trời ơi, khó quá. Trà sữa sao nói. Vậy nè, làm vậy nè. Nhai chân trâu, chân trâu đúng không? Đội Trương Quỳnh Anh đã đoán đúng 7 nghề nghiệp. Xin chúc mừng. Và bây giờ là 3 phút dành cho đội chị Xuân Lan. Bắt đầu. Diễn viên hài. Chính xác. Thảo Mai. Chính xác. Giỏi quá. Thủ môn. Chính xác. Người mẫu. Trời ơi, nghề của chị luôn. Vận động viên quay lội. Chính xác. Trời ơi. MC. Người dẫn chương trình. Hay quá. Đổi vị trí. Phát tờ rơi. Phục vụ bàn. Chính xác. Trời ơi. Vũ móng tay. Làm móng. Thợ làm móng. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Quay phim. Chính xác. Trời ơi. Sửa xe. Thợ sửa xe máy. Chính xác. Trời ơi. Và sau 3 phút thì đội Xuân Lan đã giành được cho mình 10 đáp án đúng. Quá xuất sắc. Và chị đã tiến của Giáo Vinh 10 đi. Yeah. Chúc mừng chị. Dạ. Chúc mừng thầy. Và bây giờ là giây phút quan trọng.
Xin mời hai chàng trai của chúng tôi hãy để tay vào túi áo và hãy cho quý vị khán giả cũng như tất cả mọi người biết mình có giữ ngôi sao may mắn hay không. 3 2 và 1. Vừa thắng 10 điểm mà vừa được ngôi sao may mắn ơi, nữa. Vừa thắng vừa được ngôi sao nữa. Không tính cái luôn á. Cái cho em thắng lại đi. Cái đó gọi là do ăn ở đó. Ngôi sao may mắn là đem về cho chị Xuân Lan một voucher 3 triệu rưỡi nha. Chúc mừng chị. Đó. Sẽ được tổng kết lại số điểm của hai khách mời. Trung Quỳnh Anh hiện tại vẫn giữ số điểm là 20 điểm. Và chị Xuân Lan với cú lội ngược dòng ngoạn 1 thì chị mang về cho mình tổng điểm là 15 điểm. Và như vậy là Trung Quỳnh Anh đã chiến thắng và đem cho mình phần thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng.